Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng trực tuyến săn hàng rẻ.net. Hôm nay shop săn hàng rẻ xin giới thiệu với khách hàng một mã ấm siêu tốc của Canpen nhé. Sản phẩm này có mã là KK33, ấm với thiết kế hai lớp, bên trong là inox, bên ngoài là nhựa, màu sắc đen khá là trang nhã, khá là cá tính này, màu đen này, nắp với thiết kế nắp rời nên cái việc vệ sinh của chúng ta rất là dễ dàng này. Và các bạn nhìn không ạ, inox bên trong là inox 304 với đáy đúc liền nên sẽ không có khớp nối ở cái phần đáy của cái ấm. Vì thế ấm này sẽ rất là bền và nó sẽ không bị thôi nhiễm trong cái quá trình chúng ta sử dụng lâu dài nhé. Ấm này chuẩn chính hãng Canpen, một thương hiệu gia dụng đến từ Đức. Sản phẩm bảo hành 2 năm nha. Chúng ta có ấm này. Đó, chúng ta đóng vào đây, ấm này có dung tích là 1.7 lít, công suất là 1850W nên đun nấu khá là nhanh. Ấm thiết kế khá là gọn gàng, giúp cho căn bếp của chúng ta trở nên sang trọng hơn này. Đó, hàng có sẵn tại web săn hàng rẻ.net. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.